Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin công an chĩa súng thẳng vào nhân viên y tế nói rằng tôi chỉ dọa. Đại úy Nguyễn Duy Ngộ thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an huyện Lâm Hà viết trong bản tường trình về vụ việc xảy ra đêm 11 tháng 11 năm 2021. Theo tờ báo điện tử Vietnamnet, khuya đó Ngọ đang đi công tác thì nhận được tin con trai bị sặc sữa. Ông này chạy về đơn vị bàn giao tài liệu, hồ sơ, thay bộ quần áo công an, rồi cùng bà ngoại, người nhà đưa con đến trung tâm y tế huyện Đức Trọng cấp cứu. Khi viên đại úy vừa đến cổng chính bằng xe ô tô, bảo vệ và nhân viên y tế hướng dẫn đi qua cổng số 2 và phải thực hiện khai báo y tế. Đây hình ảnh viên công an mặc áo cam vừa bước xuống xe hơi đã cầm sẵn trong tay khẩu súng màu đen và thái độ hung hăng. Khi vào trong bệnh viện, ông Ngọ giải thích là do vội nên quên đeo khẩu trang, vì vậy ông đã bị nhân viên y tế nhắc nhở yêu cầu phải đeo khẩu trang. Cũng theo bản tường trình, người này nói nổi nóng rồi trở ra xe lấy súng đi vào chĩa thẳng vào nhân viên y tế, quát nạt họ. Ông ta nói, tôi chỉ chĩa súng dọa, mục đích để con tôi nhanh được đưa vào cấp cứu. Khẩu súng tôi được giao để đi làm nhiệm vụ là công cụ hỗ trợ, bắn đạn cao su. Tôi chỉ dọa, không có ý làm khác hơn. Bản tường trình nêu rõ. Tuy nhiên, trong video được ghi lại từ camera an ninh, thì khi xuống xe, đại úy công an đã cầm trên tay khẩu súng và khi được hai nữ nhân viên y tế nhắc nhở, người này đã xô đẩy, chửi thề và nhiều lần chĩa thẳng khẩu súng vào nhân viên y tế, khiến hai cô này sợ hãi. Sau đó, nhân viên công an còn trở ra xe lấy áo công an mang vào trong trung tâm y tế. Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo công an huyện gọi điện thoại xin lỗi giám đốc trung tâm y tế huyện Đức Trọng là ông Võ Đông Phương. Người sau này nói với báo giới rằng vụ việc chỉ là cảnh trong một bộ phim. Và video của ông Nguyễn Duy Ngọ giương thẳng súng ngắn vào hai nhân viên y tế đã lan truyền trên mạng xã hội một cách nhanh chóng. Công an tỉnh Lâm Đồng có quyết định đình chỉ công tác đối với đại úy Ngọ và đang điều tra vụ việc. Hầu hết các ý kiến trên mạng xã hội đều bày tỏ sự bức xúc vì thói lộng quyền dù côn dù đãng của viên công an này với người đứng đầu là ông đại tướng Tô Lâm. Facebook Nguyễn Phúc bình luận như sau: con nó sặc sữa thôi mà nó cầm súng dọa người ta rồi. Con nó mà chết trong bệnh viện chắc nó bắn luôn bác sĩ y tá. Khéo nó cho nổ bom luôn cả bệnh viện. Đây là hình ảnh viên công an cầm súng chĩa thẳng vào nhân viên y tế trong khi lớn tiếng quát nạt. Còn Nguyễn Hồng Chiến thì chia sẻ: chi tiết quan trọng nữa là khi xuống xe nó đã cầm súng trong tay chứ không phải khi bị nhắc nhở mới rút ra. Điều đó nói lên là khi đang trên đường tới bệnh viện, nó đã tính toán phải dùng súng để uy hiếp tất cả mọi người phải ưu tiên cho con nó trước. Còn Facebook Nguyễn Hồng Vân thì chia sẻ: những hình ảnh của công an thật ấn tượng và quá đẹp mắt trước bản quan thiên hạ, chứng tỏ họ chỉ là loại cường hào, vô học, chuyên ỷ quyền cậy thế để lấn áp, cài đầu, đạp cổ, bắt nạt người khác. Nguyên nhân và thế lực nào đã huấn luyện cho họ có quyền quá lộng hành và có những hành vi côn đồ đến như thế? Sẵn súng trong tay, họ đã tự cho họ cái quyền tự sinh, tự sát, muốn làm gì thì làm, sẵn sàng đối xử với người dân như cỏ rác dưới tay họ. Còn Facebook Võ Triệu thì chia sẻ: cái xã hội này chán thật, luật pháp để áp dụng cho dân, còn bọn nó làm sai thì kiểm điểm hoặc đổi nơi công tác, chứ không áp dụng hình phạt như dân. Luật ông Nguyễn thì chia sẻ tiếp: công an của chế độ độc tài này là như vậy, luật pháp chỉ áp dụng cho người dân, lãnh đạo sai thì chỉ cần xin lỗi trước dân, dân sai thì phải chịu tội trước pháp luật. Đại biểu Quốc hội mà còn phát biểu như vậy, cho nên họ tự tạo cho nhau áo giáp để bảo vệ bền vững trước pháp luật và tư tưởng đã làm cha thiên hạ. Đây là hình ảnh sau khi vụ việc xảy ra, người công an này ra xe mang súng vào và bộ sắc phục công an tiếp tục đe dọa. Trên trang Facebook cá nhân thì nhà hoạt động Phạm Minh Vũ đưa ra lời phân tích như sau: tôi xem đi xem lại đoạn video ở trung tâm y tế huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, cảnh đại úy Nguyễn Duy Ngọ nhiều lần. Tôi để ý nhất là đoạn vừa bước xuống xe, khi nhân viên y tế nhắc Ngọ cũng như gia đình đeo khẩu trang thì cả hai tay Ngọ cầm súng và làm động tác mở chốt an toàn. Xong rồi vừa xô đẩy vừa chửi bới nhân viên y tế và chĩa súng vào họ. Hành động mở chốt an toàn là Ngọ nó có ý thức được là sẽ bắn nếu nhân viên y tế không chấp nhận làm theo mệnh lệnh của đối tượng đưa ra.
Tôi cho rằng đây là một tình tiết nặng trong vụ án này nếu đem ra xét xử. Công an Lâm Đồng cần phải bắt giam đối tượng nguy hiểm này và ngay lập tức và đem ra tòa án lưu động để xét xử mang tính răn đe. Trong chiến tranh quy ước, cho dù hai bên đang bắn nhau loạn xạ, nhưng khi thấy đội ngũ Hồng Thập Tự thì phải né ra và tạo điều kiện tốt nhất cho họ, y bác sĩ thực hiện sứ mệnh cứu người. Kể cả lực lượng phát xít trong Thế chiến thứ 2 cũng hiểu điều căn bản đó. Vậy mà đối tượng đảng viên Đảng Cộng sản, công an Cộng sản lại có thể mở chốt an toàn súng, bắn đạn cao su với cự ly 1 mét. Nên nhớ rằng súng cao su sẽ gây tử vong trong bán kính 5 mét, chĩa vào nhân viên y tế mà ngay lúc cứu con trai của mình. Đây là hình ảnh công an và dân phòng Bình Dương mới đây đã phá cửa vào nhà và cưỡng chế một phụ nữ chỉ để bắt buộc đi xét nghiệm COVID. Đối tượng ngọ này đã thể hiện đúng bản chất của công an Việt Nam là loại côn đồ, vô học và ngạo mạn. Nguyễn Duy Ngọ thừa hưởng bản tính kiêu ngạo cộng sản mà trường đảng đã dạy cho mình. Nhà hoạt động Phạm Minh Vũ đã nêu ra quan điểm của mình. Luật sư Nguyễn Thị Xuyến từ Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội thì cho rằng sĩ quan công an sử dụng súng trái quy định pháp luật thì tùy vào mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị chịu ký trách nhiệm hình sự. Xử phạt hành chính theo khoản 3 điều 10 của Nghị định 167 của Chính phủ từ 2 triệu đồng cho đến 4 triệu đồng đối với hành vi sử dụng vũ khí trái phép và sử dụng các loại vũ khí trái quy định của pháp luật nhưng chưa gây ra hậu quả. Người phạm tội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 306 Bộ luật hình sự về tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao hoặc công cụ hỗ trợ. Như vậy, súng là vũ khí nhạy cảm, hành vi sử dụng súng của ông Ngọ là trái pháp luật, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người khác và có dấu hiệu tội phạm. Cũng cần xem xét hành vi đe dọa giết người ở đây. Đây là hình ảnh trong đồn công an, một người dân là nhân chứng đang bị viên trung tá Huỳnh Minh Lễ, phó trưởng công an phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa, đánh và đạp thẳng lên mặt. Luật sư Nguyễn Văn Nghĩa, công ty luật thì cho rằng cơ quan chức năng sẽ xem xét làm rõ khẩu súng mà ông Ngọ sử dụng có phải là vũ khí quân dụng hay không. Nếu là vũ khí quân dụng thì vụ việc là rất nghiêm trọng. Trường hợp không phải là vũ khí quân dụng nhưng hành vi diễn ra nơi công cộng khiến nhiều người sợ hãi, hoảng loạn, dư luận bức xúc thì đây cũng là sự việc nghiêm trọng. Theo quy định của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và với diễn biến sự việc thể hiện qua clip cho thấy việc sử dụng vũ khí của ông Ngọ không phải là đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Bởi vậy, việc sử dụng vũ khí như vậy là lạm quyền, đe dọa an ninh trật tự, an toàn xã hội, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người khác. Bên cạnh đó, nếu ông Ngọ chĩa súng thẳng vào người khác lớn tiếng và đe dọa là có thể xem xét dấu hiệu cấu thành tội phạm đe dọa giết người, theo quy định tại điều 133 Bộ Luật Hình Sự. Theo quy định của tội đe dọa giết người, thì hành vi của người đe dọa giết người có thể bằng động tác, bằng lời nói, khiến cho người bị đe dọa hoàn toàn lo sợ và tin rằng có thể mình bị giết là đã được hội đủ yếu tố cấu thành của tội phạm cần phải xử lý nghiêm minh đối với người đe dọa giết người này, tránh tình trạng đe dọa dùng bạo lực gia tăng trong xã hội. Trong trường hợp không đủ căn cứ để xử lý hình sự, ông Ngọ có thể sẽ phải chịu mức án kỷ luật cao nhất là tước danh hiệu Công an Nhân dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2021 với bản tin Công an chĩa súng thẳng vào nhân viên y tế nói rằng tôi chỉ dọa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d cũng như bấm nút ủng hộ tờ Thời báo .d để chúng tôi có thể tiếp tục làm những bản tin mới phục vụ các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần sau. Trung Khoa, Thời báo .d. Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin chuyện của những người giàu mới tại Việt Nam hôm nay. Cùng lúc hình ảnh ông Đại tướng Tô Lâm đớp miếng thịt bò rát vàng $1000 tại London là những bài báo quốc tế đặt dấu hỏi về vụ trao tặng cho Đại học Anh $155 triệu của bà Tổng Giám đốc Vietjet Airlines Việt Nam. Nhạc sĩ Tuấn Khanh có bài bình luận về hiện tượng giàu có vô cớ xuất hiện ở Việt Nam thời hậu Cộng sản. Nội dung như sau. Hồi tháng 11 năm 2021, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng Giám đốc Vietjet Airlines, bỗng nổi như cồn về chuyện móc túi tặng cho một phân viện của Đại học Oxford 155 triệu bảng Anh.
Đây là hình ảnh trường Linkare thuộc Đại học Oxford và nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo. Chuyện của bà đã tạo ra nhiều hiệu ứng rất thú vị trong mạng xã hội ở Việt Nam. Dễ thấy nhất là nhiều cây viết phục vụ cho các chính sách nhà nước hay mơn trớn giới nhà giàu xã hội chủ nghĩa lập tức lên giọng bảo vệ cho sự kiện này. Một trong những ngôn luận nổi cộm là kiểu phê phán thói xấu của người Việt rằng không hiểu sao đám đông vẫn hay ghét người giàu vô cớ, ganh tị hoặc không công bằng với người làm ra của cải hôm nay. Dĩ nhiên, đọc là hiểu những ngôn từ đó nhằm bênh vực che giấu cho một lớp đại gia ngày hôm nay, trong đó không ít người bỗng vụt giàu lên như huyền thoại không có lời giải thích. Loại huyền thoại dễ bắt gặp của một tầng lớp thắng cuộc sau năm 1975. Nói nôm na là không khác mấy chuyện Alibaba một ngày chợt nhìn thấy cửa hàng châu báu rồi nghiễm nhiên trở thành ông chủ, bà chủ. Thật ra không ai tự dưng dòm ngó gì bà Thảo hay giới nhà giàu cả. Chuyện bà bỏ ra một số tiền khổng lồ để nâng đỡ cho việc xây dựng chất xám của nước Anh và cả gia đình và cả cho giá trị của bản thân mình là quyền và lựa chọn riêng bà. Bất chấp những lời đồn thổi về nguồn gốc số tiền ấy trong khi kinh doanh và bàn tán rằng vào tháng trước Vietjet của bà khai lỗ và kêu khó với nhà nước là hãng này đang thiếu hụt khoảng 10.000 tỷ đồng để hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh. Không thể phủ nhận rằng hôm nay Việt Nam có rất nhiều người giàu đã qua các thời Việt Kiều từ mọi phương trời về quê xòe tay khoe một nắm ngoại tệ khiến ai cũng xanh mắt. Giờ thì thế hệ mới từ trong nước bay ra nước ngoài mua cả một siêu thị, mua 5-3 căn hộ một lúc bằng tiền mặt là chuyện bình thường. Đây là hình ảnh báo chí Việt Nam mới đây xôn xao vì Bí thư Thành ủy Tam Kỳ có giấy phép đặc biệt đưa con giả nội lên máy bay du học ở Mỹ giữa lúc đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh. Chuyện con quan chức du học ở Âu Mỹ giờ đã quá phổ biến ở xã hội Việt Nam. Dân làm lụng đầu tắt mặt tối, đóng thuế, sôi mồ hôi cho chính phủ tư bản ngần người hỏi nhau vì sao họ nhiều tiền đến như vậy, họ làm cách nào mà giàu đến như vậy. Việt Nam là một quốc gia chứa nhiều bí ẩn, mang màu sắc dị thường. Từ những chuyện những bà mẹ, vợ của những người bị đẩy vào trại học tập cải tạo làm sao để nuôi lớn được những đứa con nheo nhóc của mình, làm sao có thể giữ được gia đình tồn tại được ở miền Nam sau năm 1975. Trong thời kỳ dò xét và khắc nghiệt ngăn sông cấm chợ qua từng ngày, cho đến một ngày lại đột nhiên thấy lớp nhà giàu mới nổi lên ở khắp nơi, cất giọng huênh hoang, dạy dỗ trên cả truyền hình, báo chí. Những người giàu nhất được suýt xoa, mô tả và đôi khi khoác lên một cái áo yêu nước, nhưng không phải chắc có mấy ai trong số đó là có một hồi ký chân thật về đời mình và cách làm giàu của mình. Và khi những người giàu mới xuất hiện nhiều hơn, họ không kiềm chế nổi sự xoa hoa hay sự thèm muốn chứng minh đẳng cấp quyết định của mình, thì cũng sản sinh ra một lớp người ve vuốt và bảo vệ cho giai cấp ấy. Hơn 30 năm trước, ở miền Bắc cũng như miền Nam, khi được hô là nhà giàu thì không ít người tái mặt. Giờ thì khác, hợp thức hóa đời sống giàu có là một nhu cầu bức thiết trong đời sống chính trị của giai cấp cách mạng vô sản cầm quyền. Đây là hình ảnh nguyên Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và vợ, người mẫu bà Thủy Hương và con trai đi nước ngoài về, được mang xe biển số 80A của chính phủ đến tận chân cầu thang máy bay đón về đã khiến cho dư luận xôn xao. Ở nhiều khu định cư của người Việt Nam trên khắp thế giới, người ta vẫn hay giật mình chứng kiến sự xuất hiện của lớp người mới ấy. Còn có thêm con cái, tài sản dịch chuyển, vân vân, toàn là người bên Việt Nam mới qua, lưu dân là người Việt, nói khẽ với nhau. Nhưng điều lạ đó không phải là những người Việt mà chúng ta vẫn thấy mỗi ngày trên các trang báo, truyền hình từ trong nước. Những người cơ cực không thể ngẩng đầu và những người bị bỏ tù vì lên tiếng trước những điều trái khoáy, hay gần nhất là những người tháo chạy về quê giữa đại dịch trong niềm tuyệt vọng. Thỉnh thoảng ở những cuộc trả nước ở vỉa hè cũng có những cuộc tranh luận về nguồn gốc của người Việt giàu có, thượng lưu của đất nước hôm nay. Dĩ nhiên có những người cả đời gây dựng và tạo nên của cải đáng tự hào, làm nên những giá trị có thật. Nhưng cũng có rất nhiều trường hợp mà sự bùng phát phồn thịnh của họ hay gia đình họ có thể làm chúng ta ngỡ ngàng. Trên báo chí, thỉnh thoảng có người tự tiết lộ giải thích rằng họ đã qua một thời dài buôn bán chổi đót hay làm men giá đỗ, trồng cây cảnh, vân vân. Nhưng nói gì thì nói, tầng lớp đó tạo ra sự hào nhoáng nhất định về một Việt Nam và cũng tạo ra những hố thẳm về sự cách biệt giữa giai cấp của Việt Nam.
Đây là hình ảnh đại biểu Lưu Bình Nhưỡng từng nói trước Quốc hội Việt Nam rằng cán bộ, công chức, nhất là lãnh đạo cấp cao sống như thái tử, hoàng tử, như là chúa tể rừng xanh, thái độ như tuần phủ, tri phủ, chánh tổng, vân vân. Có người lợi dụng chức vụ quyền hạn vun vén đủ thứ, từ học hàm, học vị, bằng cấp, sắp xếp bộ máy toàn cánh hậu đệ tử, sống xa hoa, thậm chí cờ bạc, thâu đêm, đi nước ngoài ăn chơi bằng tiền của ngân sách. Không chỉ người Việt nhìn nhau và thắc mắc, nhìn vào Trung Quốc, nhiều người ở nước ngoài cũng tò mò, khôn xiết. Trên tờ báo Finance Review, với bài viết có tên Người giàu Trung Quốc họ lấy tiền ở đâu ra vậy? Nhà báo nữ Chung Lin Tan đặt một câu hỏi thẳng thốt về quê hương của mình, nơi có một mô hình phát triển và cộng đồng khá giả bất ngờ mà cô nhìn thấy. Một trong những biểu hiện của cộng đồng khá giả đó là họ luôn mang căn bệnh cố phô ra hình ảnh giai cấp của họ. Nếu để ý, bạn cũng thấy một người Việt Nam lâu nay cũng có một tầng lớp thích giới thiệu mình như vậy, với đủ các chiều đạo đức giả lẫn biểu lộ sự trơ trẽn. Sâu thẳm trong việc trình bày sự giàu có của mình, có không ít những đại gia muốn được chính danh trong đời sống chứ không cần e dè che đậy như nhiều năm trước đây. Dường như thời đó đã tới rồi. Tháng 6 năm nay, trên tờ báo tại Hồng Kông, trong bài Indonesia nhằm vào những người châu Á siêu giàu với 35% thuế thu nhập để kích thích nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi virus corona. Tác giả viết cho rằng chính phủ Indonesia đang dò tìm để xem những kẻ giàu điên cuồng, giàu không giải thích được là như thế nào để đánh thuế thu nhập lên 35%. Nghe tin không thì hỏi rằng Indonesia, đất nước căm ghét cộng sản đến tận xương tủy, nhưng hành động không khác gì lý thuyết, tinh thần cộng sản cao quý đã mất ở châu Á. Indonesia gọi những kẻ giàu đó là giàu điên cuồng, loại giàu mà cả nước Mỹ vào thập niên 1950-1960 chỉ có bọn băng đảng, buôn lậu và tham nhũng cấu kết với chính quyền mới có thể tạo dựng được cơ ngơi này. Và câu hỏi đặt ra là tiền của họ từ đâu mà có? Nhà báo Chiu Linh Tan nhận định lời đáp từ một nhà đầu tư Trung Quốc giấu tên nói rằng tiền và mọi thứ đều đến từ những người làm quần quật ngày đêm ở Trung Quốc. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã đớp miếng thịt bò rất vàng hàng nghìn đô trong bữa ăn, ước tính chi phí đến tới hàng tỷ đồng, khiến dư luận chưa hết xôn xao. Việc này đã xảy ra tại London. Bộ phim Richard ASEAN phát hành vào năm 2018 là một lời giải thích nhỏ cho việc này. Mặc dù phim mượn bối cảnh ở Singapore chứ không phải Trung Quốc, nhưng câu chuyện thì đầy gợi ý. Rõ ràng có nhiều loại của cải ở châu Á, nhất là các nước độc tài cộng sản mà nhiều người ở phương Tây không thể nào hiểu được. Tôi đã từng chứng kiến nhiều người phương Tây há hốc mồm trong một buổi bán biệt thự đắt tiền hoặc một bữa tiệc châu Á ngập tràn Prada và trứng cá muối. Nhưng nên nhớ, phía sau những điều đó vẫn là vô số người nghèo của đất nước họ. Bà Lân Trần Thiêu đã nói như vậy. Trong một nhận định của Alidan Foster Carter, chuyên gia về xã hội học và nghiên cứu Bắc Hàn hiện đại vào năm 2013, ông mô tả rằng chế độ cộng sản này dựng nên một mô hình kiểu mẫu mà Trung Quốc lẫn các nước cộng sản khác đều âm thầm học theo. Đó là hình thái đảng toàn trị và chỉ có giai cấp khá giả ăn theo đảng, còn lại tất cả là nhân dân cần lao. Đó là một bộ máy nô lệ kiểu mẫu nuôi sống và duy trì chế độ này. Giả như một đại nạn tới, chính quyền Bắc Kinh kêu cứu, điều đó không có nghĩa là họ yêu nhân dân, mà thật ra chỉ là sợ mất hay hao hụt tần suất duy trì chế độ từ nhân dân, lực lượng nô lệ của họ. Và Việt Nam tình hình cũng y hệt như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, thứ Hai ngày 15 tháng 11 năm 2021 với bản tin Chuyện của những người giàu mới ở Việt Nam hôm nay. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.